Vâng, xin chào anh em nhé. Thì hôm nay xin giới thiệu với anh em là một cái dòng át đảo chiều nhé, không phải là cầu giao đảo chiều mà là át đảo chiều. Vậy thì đây là cái dòng át đảo chiều nó 30A, đây 30A nhé. Đó, thương hiệu thì có Lito đây, Koigu Corporation, đấy. Made in Japan nhé. Đó. AC của nó là đến 250A. 250A nhé. Còn đây là cái gì AC 460V. Đó. Cái chỗ này mình không nắm rõ. Đó. Thì nó dùng điện của mình đương nhiên thoải mái rồi, bởi vì tất cả chỗ này nó có đến cả 460V cơ mà. AC này 210V, AC 125V, đấy. DC à, chỗ này là DC, AC đấy. Hay tức là cái ở mức 250V thì nó đạt là 30A rồi. Đó, đây nhá, đấy, đây là gạt ở giữa này, gạt ở giữa này nó không đóng được bên nào cả nhé. Đây, đây gạt lên là đây, gạt lên là đóng vào cái nguồn điện vào một. Đấy, ngắt về giữa là ngắt đi. Và gạt xuống dưới tức là lấy nguồn điện thứ hai. Đấy, lấy nguồn điện thứ hai nhé. Đó, thì đây. Một nguồn điện vào này. Hai nguồn điện vào này. Và chữ C đây, C nằm giữa. C đây. Đấy, để cái sơ đồ hướng dẫn luôn nhé. C đây. Đấy, là nó ngắt điện nhé. C là ngắt điện. Đấy. Đóng lên nguồn 1 hoặc đóng nguồn 2. Đấy, anh em chỉ việc gạt lên thôi nhé. Rồi, tiếp tục sang cái thứ hai. Đây có mấy chiếc đều cùng một hãng cả, cùng công suất. Tức là đều cùng 30A. Đây. Đó. Cái này nó có dãy này là thế cùng mã, nó lệch mã một chút nhá, thì nó là giống gần như là như nhau hay như, giống như kiểu là cùng một lô ấy. Đây chỗ này là 212 đây và 213 đó, 81212. Cái ốc này không biết được cái nào rơi ra đây. Ở đây. Nắp lại nhé. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cách lắp đặt. Lắp đặt đấy nhé. Thì nguồn điện vào anh em lắp vào đầu, trên là nguồn 1, dưới là nguồn 2. Đấy, thứ chỗ thứ ba trên này nhá. Đấy là nguồn sử dụng. Đó, đấy là cái chỗ để tải sử dụng. Đấy, ví dụ như nhà mình lấy cái này đồng hồ 1 này, lấy cái này đồng hồ 2 này, giữa thì là điện ra điện sinh hoạt này. Đó. Đấy. Mình sẽ đào về giữa này để ngắt điện đi, chứ là không bên nào có điện cả. Đấy, có thể lấy đồng hồ 1 đây. Đấy, đồng hồ 2 đây. Đó, như vậy. Thì mình có chỉ có 5 chiếc thôi, có 5 chiếc thôi. Đấy, số lượng không có nhiều như 5 chiếc. Đấy thì những chiếc này mình đang bán với giá là 290.000. Chưa bao gồm phí vận chuyển nhé. 290.000 chưa bao gồm phí vận chuyển. Đấy thì anh em quan tâm tới cái sản phẩm này thì hãy liên hệ ngay với mình nhé. Rồi, xin chào tất cả anh em đã coi video. Rồi, xin chào mọi người. Mọi người cho mình xin một nút like và một nút đăng ký kênh nhé. Rồi, cảm ơn mọi người.